Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Viettel Star TV. Và trên tay của mình đây đó chính là Vivo V20 SE. Chiếc điện thoại đang thu hút được rất nhiều sự chú ý của các bạn, tại vì là đây là một phiên bản mà mang đến cho người dùng ta rất nhiều cái sự thay đổi so với cái phiên bản thường. Đặc biệt là chúng ta vẫn duy trì được cái thiết kế rất đẹp. Vậy thì chi tiết cụ thể như thế nào chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video này nhé. Rồi, và đây chính là chiếc Vivo V20 SE. Đấy, mình sẽ rạch siêu ra. Phải nói là cái tháng này là cái tháng mà mình được rạch siêu rất nhiều em luôn. Từ những em gọi là chân dài đến nách cho đến những em mà gọi là bình dân. Hôm nay là cái một em mà được rất nhiều anh em chờ đón. Đặc biệt là Vivo fan. Úi giời. Và Viettel Store là một trong những kênh đầu tiên ở Việt Nam được trải nghiệm sản phẩm này. Cái hôm mà mình cầm ấy thì là trước cái hôm nay mấy hôm cơ, nhưng mà hôm nay mình mới mở đấy, mình đợi ngày mới được lên. Thì đằng sau thì có một vài thông tin nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn cũng không quan tâm đâu. Bọc siêu em này hẳn ra, úi giời, màu này khá là đẹp anh em nhỉ, nhìn màu xanh. Và đặc biệt là khi mà anh em như này thấy chưa, có cái hiệu ứng kiểu cái mũi tên nó đi xuống và cái dòng chữ SE này nó cũng được in nổi lên. RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128GB, nói chung là rất là lớn để người dùng ta có thể thoải mái là sử dụng. Rồi lại là một cái hộp nữa, và hình đây là hình camera. Các bạn nhìn là các bạn biết ngay đây là điện thoại nhấn về camera. Đây là một chiếc bao cao su để bảo vệ cho chiếc điện thoại này. Chúng ta sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng kèm theo là một cái que chọc SIM. Que chọc SIM của Vivo khá là đẹp. Bạn nào mà không dùng thì tặng lại cho mình, nhìn rất là hay. Chúng ta sẽ có nhân vật chính ở đây. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có ở đây đó chính là bộ phụ kiện, và Vivo cũng tặng cho chúng ta khá là đầy đủ, bao gồm là sạc này, cáp này, tai nghe. Đấy, cáp này là cáp tai si các bạn nhé, rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có cái tai nghe này, tai nghe vẫn là chuẩn 3.5, giúp cho người dùng ta có thể là cắm được nhiều loại lỗ khác nhau. Và củ sạc này hỗ trợ đầu ra với công suất sạc tối đa lên tới là 33W, rất là tuyệt vời để giúp cho người dùng ta có cái thời gian sạc rất là nhanh trên chiếc Vivo V20 SE này. Rồi, và quay trở lại với nhân vật chính. Wow. Đây, chúng ta sẽ có một cái màu sắc nó rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn có thể nhớ về những cái chiếc điện thoại nổi tiếng đến từ Vivo trước đây nếu như là nhìn về màu sắc này. Tuy nhiên thì Vivo cũng tạo ra những điểm nhấn khiến cho sản phẩm này nó trở nên nổi bật hơn. Nhờ cái mặt lưng này nó sẽ được làm dạng bóng và nó có hiệu ứng màu gradient. Đối với cái phiên bản màu mình đang sử dụng ở đây đó chính là phiên bản màu đen. Nó cũng nhìn nó rất là lịch lãm và nó không kém phần sang trọng. Chúng ta sẽ có cụm camera, nó được bố trí trong cụm hình chữ nhật với 3 ống kính được xếp dọc. Và chúng ta sẽ có ở đây đó chính là khẩu độ rất lớn lên tới là f/1.8. Đấy, và hệ thống đèn flash đây. Chúng ta sẽ có phím nguồn và tăng giảm lượng ở phía phần bên tay phải. Nó có hành trình phím không quá là sâu cũng không quá là nông. Nói chung là cảm giác bấm khá là ổn. Chúng ta sẽ có phần trên này đó chính là một cái mic vuông phụ này, khay SIM và thẻ nhớ. Còn cạnh trái thì hoàn toàn là trống trơn. Cạnh đáy thì chúng ta sẽ có là loa ngoài, mic thoại, ở cổng sạc tai si và một cái jack cắm tai nghe 3.50mm. Thực tế ra mà nói thì cái ngôn ngữ thiết kế này nó đã tồn tại trên khá là nhiều mẫu điện thoại, nhưng mà suy cho cùng ấy, nó vẫn là hướng đến cái trải nghiệm của người dùng. Tại vì sao? Cái mặt lưng này nó sẽ được bo cong một cách mềm mại và các góc, các cạnh này nó cũng được bo tròn, nên là khi các bạn cầm vào trong thời gian dài cũng sẽ không gặp cái hiện tượng bị mỏi tay hay là bị cấn tay đâu. Quay sang phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với cái diện tích sử dụng khá là lớn, tại vì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái viền màn hình của nó khá là mỏng. Chúng ta sẽ sử dụng cái màn hình dạng giọt nước. Viền màn hình dưới thì nó sẽ hơi dày hơn một chút, nhưng mà đây là giới hạn công nghệ rồi. Chúng ta sẽ có màn hình hiển thị đó chính là 6.44 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD+, và sử dụng cái tấm nền là Super OLED, nên là cái khả năng hiển thị của nó thực sự rất là tuyệt vời. Màu đen rất là sâu và các cái gam màu tươi sáng của nó sẽ trở nên sinh động hơn. Đối với các bạn trẻ như mình ý, thì mình cảm thấy là rất là thích những cái màn hình OLED trên những điện thoại Vivo này, bởi vì là màu sắc của nó trở nên rất là tươi sáng. Và đặc biệt là đối với các bạn mà thích xem phim ý, thì nên lựa chọn những chiếc điện thoại mà sử dụng cái màn hình OLED. Cái đen của nó cực kỳ sâu. Tiếp theo về phần camera thì sản phẩm này chúng ta sẽ được trang bị tổng thể là 4 camera. Trong đó thì 3 camera sau, độ phân giải sẽ là 48 megapixel, khẩu độ là f/1.8.
chúng ta sẽ có ống kính ultra wide độ phân giải sẽ là 80 cell và một ống kính đo độ sâu trường ảnh độ phân giải sẽ là 20 cell. Và với sự bổ trợ lẫn nhau của ba ống kính như vậy thì giúp cho Vivo V20 SE sẵn sàng trở thành một trong những trợ thủ đắc lực đối với các bạn mà yêu thích chụp ảnh trên điện thoại. Ngoài ra thì Vivo cũng có rất nhiều chế độ chụp để chúng ta có thể lựa chọn, từ chế độ thủ công, chế độ normal, chế độ thông thường, chế độ tự động. Nói chung là nó rất là linh động, giúp cho người dùng chúng ta có thể sáng tạo nghệ thuật bất cứ nơi đâu. Về phần camera selfie thì chúng ta sẽ được trang bị với ống kính lên tới là 30-20 cell. Và với những gì mà Vivo đã thể hiện từ trước đến giờ thì người dùng chúng ta hoàn toàn để tin tưởng 100% rằng cái khả năng chụp ảnh của chiếc Vivo V20 SE nó ở cái mức rất tuyệt vời để người dùng ta có thể là đăng lên mạng xã hội một cách cực kỳ nhanh chóng. Về phần cấu hình thì sản phẩm này chúng ta sẽ được trang bị cấu hình gọi là ở tầm ổn. Chúng ta sẽ có Snapdragon 665. Đây là con chip rất phổ biến luôn ấy. Nó mang đến cho người dùng ta với sự tối ưu giữa phần cứng và phần mềm rất là tốt. Và ngoài ra thời lượng pin của nó cũng sẽ được ấn tượng hơn. Chúng ta sẽ đi kèm đó chính là bộ nhớ RAM là 8GB và bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và với cấu hình như vậy thì chiếc điện thoại này hoàn toàn có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người chúng ta từ nhắn tin, nghe gọi, xem YouTube, Facebook, rồi thì các bạn có thể chiến game. Và ngoài ra thì sản phẩm này chúng ta sẽ được hỗ trợ khi mà chơi game ý, thì nó sẽ có những cái tính năng để chúng ta boost hiệu năng lên, nên là các bạn mà chơi game ý, thì các bạn sẽ cảm thấy là máy rất là mát và rất là mượt. Tiếp theo về phần pin ý, thì sản phẩm này chúng ta sẽ được trang bị viên pin với dung lượng là 4100 mAh. Và như đã chia sẻ ý, thì sản phẩm này sẽ được trang bị con chip Snapdragon 660. Nó tối ưu pin rất là tốt nên là người dùng ta hoàn toàn có thể tin tưởng sản phẩm này có thể sử dụng lên tới là 1.5 ngày. Tự chung lại thì với chiếc Vivo V20 SE thì Vivo đã mang đến cho người dùng ta một cái lựa chọn rất tốt về phần thiết kế, về phần ngoại hình rất là đẹp này. Chúng ta sẽ có hiệu năng đủ dùng, chúng ta sẽ có hệ thống camera vô cùng ấn tượng. Vậy thì các bạn đánh giá sao về chiếc Vivo V20 SE này thì hãy cùng nhau chia sẻ ý kiến của mình ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.